Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ngọc Quyên và bạn trai Tây cùng đưa con riêng đi chơi, ai nữ ngoại quốc tạo dáng bạo dạn hơn mẹ kế siêu mẫu. Gần 4 năm bên nhau, cuộc sống của Ngọc Quyên và bạn trai Tây ngày càng mặn nồng. Mới đây trên trang cá nhân, Ngọc Quyên gây chú ý khi hé lộ khoảnh khắc cùng bạn trai là kỹ sư người Mỹ Elias Rudd cùng đưa các con đi sở thú. Cựu người mẫu dắt con trai Chiraiza, con chung với chồng cũ, con người yêu của cô đưa theo con gái là con riêng với vợ cũ. Cả 4 người có buổi đi chơi vui vẻ, khung ảnh hai nửa gia đình ghép làm một nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Ngọc Quyên chia sẻ, chúng tôi có một ngày rong ruổi ở Los Angeles U. Mấy năm rồi cả nhà mới cùng đi sở thú thế này, chơi nóng như độ lửa nhưng hai con thích mê. Nhìn trong ảnh, bé Chiraiza vô cùng phấn khích khi được chạy nhảy ngoài trời. Cựu người mẫu cho biết, con trai lên 8 tuổi rất ngoan ngoãn và vâng lời. Thời gian qua, Ngọc Quyên luôn dành thời gian để bầu bạn và đồng hành cùng phát triển với con. Bên cạnh đó, người xem còn chú ý đến thái độ của bạn trai Ngọc Quyên dành cho con trai của bạn gái. Có thể thấy Elias Rudd rất yêu quý bé Chiraiza, nhóc tí còn được bạn trai của mẹ cõng trên cổ đi vòng quanh sở thú. Ngoài ra, dân tình còn đặc biệt quan tâm tới con gái của nam kỹ sư. Đây là lần hiếm hoi người xem được nhìn thấy diện mạo con riêng của bạn trai Ngọc Quyên. Theo cựu người mẫu chia sẻ, cô bé tên Sarah, năm nay 16 tuổi. Sarah có tính cách hồn nhiên, cởi mở, luôn gần gũi với mọi người xung quanh. Cũng như bạn trai Ngọc Quyên có quan hệ thân thiết và yêu mến Sarah. Cô cho biết, Sarah từng mặc áo dài đi chơi Tết Việt ở Mỹ và tỏ ra thích trang phục Việt Nam, khiến tôi bất ngờ. Được biết, Ngọc Quyên và bạn trai Elias Rudd có cùng cảnh ngộ hôn nhân đổ vỡ sau gần 4 năm hẹn hò. Hiện tại, cả hai vẫn sinh sống riêng biệt. Nam kỹ sư sống cùng con gái, nhà anh cách nhà Ngọc Quyên khoảng 2 giờ lái xe hơi. Mỗi tuần, cả hai gặp nhau 2-3 lần. Ngoài ra, hai con cũng thường xuyên góp mặt trong dịp lễ Tết, cuối tuần. 4 người sum họp như một gia đình. Sau sóng gió ly hôn chồng Việt Kiều, giờ đây Ngọc Quyên có cuộc sống mới yên ổn, tự chủ kinh tế nhờ mở cửa hàng mỹ phẩm. Bên cạnh việc chăm sóc con trai và mẹ ruột, cựu người mẫu tìm được hạnh phúc mới với bạn trai Tây. Trên mạng xã hội, Ngọc Quyên thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu. Người đẹp chia sẻ, bạn trai rất chân thành, muốn bao bọc, che chở mẹ con cô. Bên nhau gần 4 năm nhưng cả hai vẫn chưa có ý định kết hôn hay về chung một nhà. Thời gian qua, cô chọn cuộc sống độc lập, tự gánh vác kinh tế và nuôi dạy con. Tình yêu của chúng tôi không có lời cam kết mãi mãi hay ràng buộc, cuộc sống có quá nhiều điều căng thẳng. Cả tôi lẫn bạn trai chỉ cần có người bên cạnh hiểu và sẻ chia. Tôi cũng không có ý định kết hôn lần nữa. Tôi thấy cuộc sống có nhiều bề bộn không thích hợp cho bất kỳ cam kết nào trong tình cảm. Ở tuổi 35, tôi quan niệm hôn nhân là sự hy sinh. Nếu không làm được thì đừng dấn thân vào, cô chia sẻ trước đó. Hiện tại sau gần 10 năm rời xứ biết Việt để sang Mỹ định cư, Ngọc Quyên đã có trong tay thương hiệu kinh doanh riêng, cuộc sống ngày càng sung túc. Ngọc Quyên cho biết cô chưa có dự định trở về Việt Nam vì muốn con trai có môi trường học tập tốt và phát triển thêm dự án kinh doanh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.